Xin chào các bạn. Thực sự là mấy hôm nay miền Bắc chúng ta đang phải trải qua một đợt rét kinh khủng. Thế nên các bạn nhớ chú ý cuốn chăn thật kỹ trước khi ra đường nhé. Đầu tuần mà cảm lạnh thì là rông cả tuần đấy. Mà thôi, tốt nhất là không có việc cần thì hãy hạn chế ra ngoài chơi. Và mình hy vọng là những thông tin ngày hôm nay sẽ phần nào giúp chúng ta làm ấm người lên một chút. Vâng. Và sau một ngày chủ nhật ZBoot thì chúng ta đã có khá nhiều thông tin thú vị và đáng chú ý. Đầu tiên là về bộ đôi sản phẩm chưa ra mắt từ Apple đi. Thứ nhất đó là về Apple Watch. Mới đây thì trang 9to5Mac mới có nói là Apple sẽ giới thiệu thêm nhiều phiên bản mới của Apple Watch trong tháng 3 tới, chứ không phải là ra mắt Apple Watch thế hệ 2. Kèm theo đó là nhiều mẫu dây đeo có màu và chất liệu mới. Bên cạnh đó thì watchOS 2.2 cũng sẽ được phát hành chính thức, cho phép kết nối nhiều đồng hồ vào điện thoại cùng một lúc. Ngoài ra thì watchOS 2.2 cũng sẽ bổ sung thêm nhiều tính năng cho ứng dụng bản đồ tiện dụng hơn này. Và họ cũng chia sẻ thêm là đến mùa thu năm nay Apple mới chính thức bán ra Apple Watch thế hệ 2, được thiết kế lại hoàn toàn mới so với cái phiên bản hiện tại. Theo cảm nhận của cá nhân mình thì thực ra chúng ta chưa vội cần đến cái Apple Watch 2 làm gì. À mà họ ra hai luôn thì cũng tốt, để bản một giảm giá. Dù sao thì Apple Watch hiện tại cũng đã có độ hoàn thiện cả về thiết kế lẫn tính năng khá đầy đủ rồi. Nên chỉ có điều là họ chưa cho chúng ta cài thêm mặt đồng hồ mới từ bên ngoài mà thôi. Vẫn chưa biết là liệu Apple có cho phép chúng ta thực hiện điều này ngay trong bản watchOS 2.2 hay không, hay là phải đợi đến Apple Watch 2. Và mình nghĩ là cho phép đồng bộ nhiều cái đồng hồ táo một lúc thì cũng chưa cần thiết bằng cái thay mặt đồng hồ. Vì đâu phải ai cũng có nhiều hơn một cái Apple Watch để thay, hay là đeo mỗi tay mỗi chân một cái đâu mà. Mà thôi kệ, đằng nào thì mình cũng chưa có tiền mua nên không quan tâm lắm. Và chúng ta cùng chuyển sang tin tức tiếp theo. Vâng, vẫn Apple nhưng mà hơi lằng nhằng một tí. Trước đây thì chúng ta từng tạm gọi thiết bị 4 inch sắp tới của táo Mỹ là 6C hoặc là iPhone 7C. Thế nhưng sau đó lại có tin đồn là Apple sẽ đặt tên nó là iPhone 5E với chữ E viết tắt của Enhance, có nghĩa là nâng cấp. Thế nhưng mới đây thì trang 9to5Mac cũng lại tiết lộ một tin rò rỉ nữa là Apple không có iPhone 6C hay là 5E gì hết, mà thay vào đó là tung ra một sản phẩm nâng cấp mới cho iPhone 5S tên là iPhone 5SE. Cụ thể thì vỏ và ngoại hình vẫn là của iPhone 5S, nhưng phần cứng và phần mềm sẽ là của iPhone 6, bao gồm con chip này, tính năng Live Photo và nhiều chức năng khác, trừ cái cảm ứng lực ra. Ngoài ra thì phần viền màn hình cắt kim cương cũng sẽ được thay bằng phần viền màn hình cong cong, tương tự như là iPhone 6 và 6S. Vâng, thú thực là mình mệt với cái ông Apple lắm rồi, nên là thôi, biết thế đã. Mà iPhone 5SE nghe cứ như là tên mã của tàu hỏa chạy tuyến Bắc Nam của Việt Nam nhỉ. Tàu SE05, SE07, 08 gì đấy, bạn nào hay đi tàu hỏa chắc là biết cái tên này. Thông tin tiếp theo là một rò rỉ khá hiếm hoi từ Asus. Vâng, đó là về mẫu Zenfone 3 mà có thể là Asus sẽ cho ra mắt tại triển lãm MWC 2016 sắp tới. Có vẻ như hãng điện tử Đài Loan chúng ta khá là kín tiếng khi mà những siêu phẩm của các hãng khác đã bị rò rỉ gần như là trần truồng hết rồi. Mới đây thì trang Phone Arena đã dẫn lời một nguồn tin tại Đài Loan, theo đó thì Asus sẽ sớm tung ra chiếc Zenfone 3 tại sự kiện MWC 2016 với hai mã máy được nguồn tin tại Đài Loan phát hiện, đó là Z010DD và Z012D, được đồn đoán là hai phiên bản của Zenfone 3. Vì Zenfone 2 năm ngoái cũng có mã máy tương tự là Z008 và Z00AD. Đặc biệt là cái nguồn tin này cũng nhấn mạnh là năm nay Asus đã tạm ngừng hợp tác với cả Intel, thay vào đó là Qualcomm. Vì thế có thể năm nay chúng ta sẽ được trên tay toàn thiết bị sử dụng chip Snapdragon từ Asus mà thôi. Và ngoài ra thì nguồn tin này cũng tiết lộ là năm nay Asus sẽ định hình lại phân khúc của mình, quay trở lại phương hướng nhắm tới đối tượng bình dân giống như thế hệ đầu tiên của Zenfone, chứ không phải là đưa ra những sản phẩm cao cấp nhấn mạnh vào tính năng và cấu hình như là loạt Zenfone 2 năm ngoái nữa. Theo đó thì Zenfone 3 phiên bản Z012D vẫn sẽ có màn hình 5.5 inch, độ phân giải Full HD, trong khi máy sẽ được trang bị con chip Snapdragon 650, RAM 3GB, camera chính 12 MP, camera phụ 5 MP. Còn phiên bản Z010DD sẽ sở hữu cấu hình thấp hơn đôi chút, hướng tới người dùng phổ thông, nhưng bù lại máy sẽ sở hữu kích thước màn hình lên đến 5.9 inch, độ phân giải 720p, sử dụng vi xử lý Snapdragon 615 và 3GB, các thông số còn lại thì tương tự. Mình thực sự đã rất giật mình khi mà đọc được thông tin này từ Phone Arena, vì thế quái nào Asus lại cho màn hình HD lên cái kích thước 5.9 inch mà lại còn là máy rẻ hơn nữa. Thôi thì dù sao đây cũng mới chỉ là tin đồn thôi, cho nên chúng ta có thể cầu mong là nó cũng đúng. Hiện tại thì cũng chưa rõ máy sẽ được bán ra lúc nào với giá là bao nhiêu, nhưng mình tin là khoảng giá vẫn sẽ nằm trong tầm từ 200-300 đô, tương tự như Zenfone 2. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh rò rỉ mới nhất về chiếc LG G5. Vâng, trước đây thì mình và các bạn đã cùng được xem một tấm ảnh bé xíu chụp cụm camera của mẫu LG mới nhất này. Còn lần này thì sẽ là hình ảnh toàn cảnh và đầy đủ hơn. Và qua đó chúng ta có thể thấy G5 có quá nhiều điểm mới luôn. Đầu tiên là thiết kế nhôm nguyên khối này, với cổng USB Type-C ở cạnh đáy, loa ngoài cũng có vẻ như được đưa xuống đây luôn chứ không nằm ở mặt lưng nữa. Tiếp theo là phím âm lượng sẽ được đưa về cạnh trái, khe SIM và thẻ nhớ thì ở bên phải.
Phía trên đỉnh qua lỗ hổng của vỏ bảo vệ kiểu dáng, chúng ta có thể thấy lộ ra một cái đường bo cong khá lớn ở góc máy. Và ở mặt lưng là cụm camera kép cùng nút nguồn kiêm cảm biến vân tay tương tự như là trên V10. Và các bạn có thể để ý thấy hai cái lỗ nhỏ nhỏ ở cạnh đáy, có thể đó là điểm tiếp xúc của magic slot, cái cổng ma thuật của LG mà trước đây chúng ta đã từng được nghe tin đồn. Và có vẻ như là anh chàng sở hữu bản mẫu của LG G5 này đã cố gắng dùng dao để tháo lớp vỏ bảo vệ kiểu dáng này ra để chụp ảnh cho chúng ta xem chi tiết nhưng đã thất bại. Thôi thì dù sao như vậy cũng đã là quá đủ rồi, lột nó trần ra thêm nữa thì mất hết hứng, còn gì bí ẩn nữa phải không các bạn? Còn cuối cùng, các bạn hãy cố gắng kiên nhẫn thêm một chút. Mà daily của chúng ta hôm nay hơi dài vì có quá nhiều thứ hay ho. Thông tin cuối cùng là hình ảnh rò rỉ rất trực tiếp của chiếc Galaxy S7. Vâng, hình ảnh này rất rõ ràng, không bị che bởi bất kỳ một cái vỏ bảo vệ kiểu dáng như là LG G5. Thế nhưng lại chỉ chụp mỗi cái tấm màn hình và kính trước của S7 mà thôi. Có vẻ như là có một anh hay là chị nhân viên đã liều mình chụp trộm trong nhà máy lắp ráp để cho chúng ta xem. Không biết có phải là Bắc Ninh không nhỉ? Thôi, dù sao thì qua tấm ảnh chụp này chúng ta có thể thấy mặt trước của Galaxy S7 sẽ không khác nhiều với S6. Lúc hôm có vẻ to và vuông vức hơn, các chi tiết khác thì vẫn được bố trí như vậy. Và có vẻ như tấm màn hình này đang được gắn vào một bộ khung, có lẽ là để kiểm tra trước khi được lắp ráp vào máy. Ngoài ra thì anh hoặc cái chị nhân viên tốt bụng kia cũng tranh thủ chụp thêm cho chúng ta một vỉ linh kiện camera trước của Galaxy S7. Vâng, rất chi tiết nhưng đáng tiếc mình cá là chúng ta không mấy quan tâm đến cái linh kiện này lắm. Giá kể chụp được cái khung viền thì tốt hơn mấy. Thôi, dù sao thì có ảnh rò rỉ để xem cũng là tốt rồi. Và còn gì tốt hơn là Mac Daily của chúng ta hôm nay cũng đã kết thúc tại đây. Và các bạn đừng quên cho mình biết cảm nghĩ về những thông tin hôm nay vào phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì mình xin được nhắc lại là chúng ta không nên coi thường thời tiết, nhớ mặc ấm khi ra ngoài đường nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.